Rồi thì bây giờ mình sẽ tới phần đăng ký để đăng quyển sách các bạn. Thì bây giờ trong cơ sở liệu của mình á, bây giờ mình sẽ tạo một cái database để chứa dữ liệu các bạn. Publisher đi ha, các bạn để cho mình là publisher. Rồi, có S ha, những người đăng truyện. Rồi, sau đó là mình thực hiện. Thì trong publisher có ID nè, ok ha, ID. Rồi, và username, những cái trường mà các bạn đã tạo ha, username, số điện thoại nè. Rồi, password, email ha, và full name. Và full name. Rồi, ở đây là bạn sẽ cho mình là kiểu vai chat. Rồi, chat, password cũng là kiểu vai chat luôn nha các bạn. Email cũng là kiểu vai chat, và full name cũng là kiểu vai chat. Rồi, ở đây thì các bạn cho mình 100 ký tự nè. Số điện thoại thì các bạn sẽ cho mình 30 ký tự đi ha. Password thì mình sẽ làm 110, email 100 và full name 100 ha. Rồi sau đó là mình cái ID là khóa chính tự tăng nha các bạn ha, auto increment, và sau đó là primary khóa chính. Rồi, mỗi bảng đều có khóa chính hết ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ lưu vào cơ sở liệu ha. Bây giờ mình sẽ tạo một cái form bên phần đăng ký nè. Phần đăng ký thì ở đây là form đúng không? Kiểu post. Rồi action gửi về cái trang nào các bạn ha. Ví dụ như mình sẽ gửi về cái trang round có tên là register ha, register publisher ha. Rồi sau đó là CSRS form thì phải có token ha các bạn, để kiểm tra tránh bị ấy các bạn ha. Rồi tiếp tục ở đây sẽ là round của mình. Phần đăng ký á, thì nó là thuộc là phương thức post, register publisher đây. Đây là mình sẽ là publisher này, cũng sử dụng hàm cũng đồng tên luôn ha, dễ dàng kiểm soát các bạn. Các bạn có thể là tên khác cũng được, nhưng mà sau nó cũng khó cho cái việc mà mình cứ lần mà họ tên ha. Nếu mà nó một cái round mà nó có tận 3 tên ha, thì nó khó cho mình hơn. Rồi register thì đăng ký, thì cái đăng ký này nè, nó giống như đăng ký về việc mà đăng ký danh mục và đăng ký sách truyện hoặc truyện thôi các bạn. Các bạn mở lại cho mình là truyện nào. Ở đây mình copy cái phương thức store, có nghĩa là lưu truyện ha, mình sẽ copy hết, sau đó mình chỉnh lại thôi. Mình hiểu được code rồi mình chỉnh lại thôi các bạn, chứ mất công đánh thì nó lâu lắm các bạn ha, đánh thì nó lâu lắm. Khoan từ cái này nó hơi dài các bạn. Các bạn vào danh mục đi, các bạn copy cái nào mà nó rồi các bạn sẽ copy cho mình cái phần store của phần danh mục này ha. Copy, sau đó mình sẽ quay lại index pass ra. Thì ở đây mình sẽ chỉnh lại tới các bạn ha. Ví dụ như bây giờ là mình sẽ yêu cầu là username nè, username đúng không? Và mình check xem yêu cầu nè các bạn, mà check xem username. Cái này là validate ha, có nghĩa là kiểm tra những cái dữ liệu đầu vào các bạn ha, unit. Thì cái unit này là độc nhất các bạn, độc nhất có nghĩa là mình sẽ kiểm tra xem user nó có trùng hay không trước khi mà mình thêm cái dữ liệu username đó vào. Thì bây giờ là phần unit nè. Còn cái này là cái tên của cái database của mình là publisher đúng không? Publisher. Rồi. Copy xuống đây. Thì mình chỉ kiểm tra là username và phần email các bạn ha, và mình kiểm tra xem là phần email max là 255 ký tự, thì ở đây mình sẽ coi cho là max khoảng 100 ký tự thôi các bạn ha. Email mình cũng max là 100 ký tự thôi. Rồi sau đó unit, cái này mà hình ảnh mình không có thì mình sẽ xóa hình ảnh đi đúng không? Mô tả mình không có nè, thì mô tả các bạn sẽ để cho mình là password, yêu cầu max này, và của mình là 100 ký tự các bạn. Username, password, full name cũng là phần yêu cầu ha, và sẽ có là max là 150 ký tự đi. Rồi từ khóa mình không có ha, và tiếp tục là cái số điện thoại chứ, số điện thoại. Rồi cái số điện thoại ha, số điện thoại đây, số điện thoại ha. Rồi sau đó là các bạn chỉ việc là unit này, tên, cái này là cái việc hóa các bạn, việc sub ha, username và unit, tên username đã có với lòng liền tên khác, Rồi tiếp tục email cũng tương tự các bạn ha, email cũng tương tự, ví dụ như là mình sẽ để là email unit tên không làm được việc khác, sau đó là password. Vậy có rồi, sau đó là bạn cứ copy ra đi ha, full name. Bên này phải có và tiếp tục là cái số điện thoại các bạn ha. Số điện thoại. Rồi, số điện thoại phải có. Sau đó là mình sẽ là tạo các bạn ha. Make model, sẽ tạo model để liên kết với cơ sở liệu ha, publisher. Rồi ok. Thì trong cái model này bây giờ các bạn sẽ mở model lên, publisher mình vừa mới tạo nè, sau đó mình các bạn mở danh mục chuyện lên, các bạn sẽ cho mình là cái dòng này, copy cái dòng này ha, paste ở đây. Để dòng này mình khai báo thôi các bạn, viewable là username nè, viewable có nghĩa là những cái trường mà cần fill á, những cái trường mà cần nhập thêm vào ha, username, password, email, số điện thoại và full name đúng không? Full name. Rồi, sau này các bạn có thêm nhiều trường nữa thì các bạn thêm thôi chứ không có gì hết ha. Rồi private key của mình là ID thì các bạn không cần phải khai báo. Ví dụ như các bạn đặt một cái tên ID khác thì các bạn phải khai báo, thì mặc định thì model nó sẽ tự hiểu là cái khóa chính của cái model luôn luôn là ID các bạn ha. Rồi cái này là publisher. Rồi ok, mình khai báo xong model rồi thì các bạn sẽ chỉ việc là app model ha. Phải có model để mà mình phải lấy ra model để mình thêm đúng không các bạn? Publisher. Rồi thì ở đây mình sẽ tiếp tục làm new publisher trước đi. Rồi anh sẽ để là publisher là người mà thêm chuyện các bạn ha. Cái này ngày giờ thì mình không ngày giờ đăng ký thì cũng cần các bạn ha, cũng cần. Thì ở đây các bạn sẽ cho mình thêm một cột nữa đi, là đây created có nghĩa là ngày đăng ký, các bạn sẽ cho mình 3 chat kiểu 20 ký tự thôi các bạn ha. Rồi tiếp tục là mình sẽ 1 nè 2 nè 3 nè 4 nè 5 nè 6 đúng không? Rồi mình không có hình ảnh thì mình không có thêm hình ảnh, xóa hết. Rồi publisher sale đó nghĩa là sale đăng ký. Bây giờ là mình sẽ có là email đúng không? Các bạn nhớ được cái gì là đánh password, email, username, password, full name đúng không? Rồi tiếp tục là số điện thoại. Rồi sau đó là đây created. Rồi theo là carbon now, hồi chấm tt thì mình sử dụng carbon ha. Ví dụ như các bạn khi nào mà trong Laravel á thì mặc định khi cài xuống á nó sẽ cho mình sẵn luôn là cái carbon rồi. Nếu mà các bạn nào chưa có carbon á thì các bạn sẽ sử dụng cho mình là use carbon ha, use carbon seed như thế này. Carbon. Rồi. Ok, các bạn sử dụng cho mình là cái thư viện carbon ha. Để mình lấy ra tới ngày tháng, save rồi thêm gì các bạn, đăng ký public thành công đi, đăng ký thành công đi ha. Thành công. Rồi ok. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra trước tiên là mình bỏ trống các trường coi nó như thế nào ha. Đây là đăng ký nè. Rồi không xác định được request đây thì mình chưa có request đúng không? Thì hư tới đâu mình sửa tới đó các bạn, không có việc gì phải sợ hết ha. Đăng ký rồi nó sẽ quay trở về nhưng mà nó không hiện thông báo, coi như là đã thành công nè, đã thành công nhưng mà ở đây là chỉ có thiếu là nó chưa có hiển thị thông báo thôi ha. Thì bây giờ á, các bạn sẽ mở lên cho mình một cái trang và cái phần là trang là admin cd nè, ở cái phần mà chuyện á, ở cái thread nè, bạn kéo xuống cho mình đây, các bạn sẽ copy cho mình là cái này if section status đây đúng rồi, copy cho mình cái này ha, section status. Rồi sau đó các bạn quay lại cái trang mà các bạn muốn hiển thị là trang đăng ký nè đúng không? Mình sẽ bắt lên trên đầu nó ha, các bạn bấm bắt ở đâu cũng được ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử là refresh lại. Sau đó là mình little đăng ký. Đến vào đăng ký là nó vẫn chưa hiển thị luôn các bạn. Chưa hiển thị luôn ha. Rồi, để mình xem. Ở đây thì các bạn có thể là chọn cho mình ha. Các bạn có thể là search word là Laravel validation message ha. Có nghĩa là cái thông báo mà khi mà kiểm tra các trường á. Rồi các bạn vào, các bạn chọn cho mình là version 8 nha các bạn. Ở đây Laravel nó lên tới version 10 rồi. Version 10, version 9 là version mới á. Thì có nhiều bạn kêu mình tạo những cái series khác với cái version khác đi. Thì nhưng mà có điều á là cái 9 cái 10 này á, cái câu lệnh của mình á nó vẫn áp dụng được các bạn ha. Thậm chí là với version 5 nó vẫn áp dụng được với version 8 các bạn, những cái câu lệnh của mình ha. Còn những cái mà version mới nhất á, thì nó sẽ thay đổi lại một số chức năng ha, nó thêm một số chức năng mới thôi. Mà những cái chức năng đó thì trong cái series mình đó thì mình cũng không cần lắm. Nó là những cái chức năng nâng cao các bạn, những chức năng nâng cao cho mình cũng không cần lắm, mình chỉ cần cái nào mà nó đơn giản ha. Đó rồi bây giờ là các bạn click vào cho mình là validation display the validation errors, có nghĩa là hiển thị cái error validation nè, đó cái lỗi ha. Bây giờ các bạn chỉ việc là copy cho mình là nếu nè, dòng nếu này thôi. Bây giờ các bạn bỏ ra đây trên đây. Rồi bây giờ mình xử lại nè các bạn. Đăng ký. Đây, nó hiện tại nè, username field is required, the email field is required là yêu cầu các bạn, nhưng mà ở đây á sao nó chưa việc hóa cho mình, đúng không? Unit đúng rồi, username mình chưa có required là các bạn. Đó, thì các bạn làm muốn việc hóa các bạn chỉ việc cho required vào. Rồi, tên gì các bạn? Tên username phải có đúng không? Đó. Rồi ok. Rồi, tiếp tục là gì các bạn? Tiếp tục là cái trường email đúng không? Thì các bạn muốn việc hóa thì các bạn chỉ việc là đi email.required, tên như các bạn, tên email. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái trường email và những cái phương thức required thì nó sẽ việc hóa như thế nào? Đó, cái này là câu lệnh nó là như vậy đó các bạn. Còn trên đây là nó kiểm tra xem là có dữ liệu chưa và nó kiểm tra là cái dữ liệu đó nó như thế nào. Còn dưới đây là việc sub các bạn ha. Rồi ok, tên của em phải có. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại là đăng ký. Đây, từ username phải có, email phải có, mật khẩu phải có, full name phải có, đúng không? Full name phải có, hoặc các bạn là tên đầy đủ phải có cũng được nữa, số điện thoại phải có. Rồi, cái này tùy theo các bạn sub như thế nào thôi ha. Tiếp tục cái trường password mình muốn kiểm tra xem, có nghĩa là xác nhận mật khẩu các bạn. Ha, xác nhận mật khẩu thì ở đây mình sẽ quay trở về cái form đăng ký đó. Ở cái phần password mình sẽ xác nhận xem là coi hai cái mật khẩu nó có trùng nhau hay không ha. Password confirm. Hoặc các bạn có thể là ghi tiếng Việt là xác nhận mật khẩu cũng được ha. Rồi bây giờ là mình sẽ là đánh vào đúng không, sẽ là cùng chung password confirm. Rồi bây giờ mình thử là check password thử ha. Password mình sẽ search xem là cái từ là password. Đây current password là mật khẩu hiện tại nè, đây nó sẽ có là password password confirm thật ra là các bạn make request password yêu cầu confirm thật password min đã hơn 8. Rồi ở đây các bạn sẽ thêm cho mình cái dòng như thế này. Mình sẽ check password bằng cách là các bạn sẽ thêm là required nè, các bạn thêm là required with ha, với gì các bạn password information. Thì cái này nằm ở đâu? Nó nằm ở mà mình đặt tên cái name rồi các bạn ha, mình đặt tên cái name là password information với ha, password với password information, có nghĩa là cái trường xác nhận á, cái trường xác nhận password á. Và xem có nghĩa là giống ha, xem có nghĩa là giống gì các bạn, giống password ok ha. Rồi yêu cầu với gì mình kiểm tra nè, required là kiểm tra xem là cái password này có hay không nè, và mình yêu cầu là với gì, với cái trường password confirmation phải giống gì các bạn, giống password và mắc 100. Rồi thì các bạn chỉ việc cho mình thêm cái dòng này nữa là ok, cái dòng này ha, required with và send password thôi, và coi như mà mình đã check password giống nhau ha các bạn. Nếu mà không giống thì nó sẽ trả về. Rồi ở đây nó bị một lỗi là các bạn quay lại cho mình cái publisher nè, ở đây là cái table của mình là có S các bạn, publisher có S ha, đây publisher có S đó. Rồi ok bây giờ mình sẽ thêm dữ liệu của bạn, full name của mình là ví dụ như là anh Bảo Hưng đi ha. Bà Hưng, rồi số điện thoại, email, password, ví dụ như 12356 mình thử thêm thử vào ha. Nó account where username bằng Bà Hưng. Sẽ publishers. Hai bộ của mình đúng mà ta. Mình sửa lại cái này nữa các bạn. Cái data của mình được. Rồi. Không tìm được table sách chuyển publisher nó exist. Cái lỗi nó ở chỗ này nè các bạn. Ở đây là username nè, nó check nè các bạn. Nó check thì publisher của mình là có S các bạn ha, cái cột là có S. Đó, nó sai điểm này nè, cho nên là nó check không được nè. Nó check không được để nó tìm ra cái username nào mà nó trùng các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đăng ký nè. Ok. Tên email phải có. Email required, you need email. Không. Email thì mình cũng kiểm tra unique. Nhưng mà email data email. Email address của mình là email address các bạn. Rồi, email address ha. Không kiểm tra được email address. Các bạn đặt tên lại cho mình là cái email đi. Rồi, email ha. Email phải có, bị dướng chỗ nào vậy trời. Các bạn refresh lại ha, tại vì nãy mình vừa mới đổi cái trường email các bạn, trường email address thành email. Ok, đăng ký thành công rồi các bạn. Rồi, đăng ký thành công ha. Cái password này á, bây giờ mình sẽ check theo cái kiểu là MD5 các bạn. Các bạn sẽ thêm cho mình hoặc là hash password tùy theo cái mã hóa của bạn ha. MD5 thì nó đơn giản, mình sẽ sử dụng MD5 các bạn. Rồi sau đó là mình sẽ các bạn sẽ quay lại cho mình cái phần cái grade chuyện nè, mình sẽ copy status ha. Và đăng ký thì các bạn pass ra đây cho mình, pass ở trên ha. Đây là kiểm tra những cái nào mà validate nè, còn đây là thành công nó quay về các bạn ha. Rồi. Giờ mình sẽ đăng ký lại ha. Ký. Đó, đây nó check nè, tên username đã có nè, email cũng đã có ha. Bây giờ mình sẽ là username khác nè. Username, full name, username. Rồi. Chỉ email khác luôn ha, tại vì cái địa chỉ email này đã có rồi các bạn. Password mở vào 56 nè. Ok, đăng ký thành công nè ha, đăng ký thành công. Rồi, đây là cái trường mới của mình nè. Password vào 56 nè ha.